Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Top Sahan. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Thời trang thập niên 90 là một trong những phong cách thời trang được rất nhiều những ngôi sao quốc tế ưa chuộng. Và tại K-pop thì cũng có rất nhiều những nữ thần tượng là tín đồ của style này. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm xem họ là ai nhé. Thứ nhất, Jennie. Jennie ưa chuộng những mẫu jean cạp cao, ống suông mix với những chiếc áo crop top khoe eo thon. Những phụ kiện cổ điển như châm cài, nơ chun buộc tóc được Jennie lăng xê nhiệt tình. Style của Jennie được giới trẻ học hỏi vì vừa thời thượng vừa dễ ứng dụng trong cuộc sống ngày thường. Thứ hai, Lisa. Tương tự như Jennie thì Lisa của Blackpink cũng thường xuyên lăng xê các item có cảm hứng từ thời trang thập niên 90, những mẫu trang phục như quần ống loe, áo crop top, quần jean cạp cao hay quần yếm đều được biến hóa cuốn hút mỗi lần Lisa ra sân bay. Thứ ba, Yua. Chỉ với set đồ đơn giản gồm crop top và jean rách gối, Yua đã đủ tỏa sáng ở sân bay. Cô nàng cũng được yêu thích bởi những mẫu blazer oversize cổ điển. Yua biến hóa nhiều hình ảnh đa dạng từ nữ tính thanh lịch cho đến thể thao hầm hố. Thứ tư, Sunmi. Sunmi cũng là một ngôi sao nữ có gu ăn mặc ấn tượng. Cô nàng thích kết hợp những item cổ điển pha trộn một cách ngẫu hứng những style nữ tính vào phong cách cá tính. Crop top, choker, quần jean, ống suông hay giày thể thao là những item cảm hứng đậm thập niên 90 được Sunmi lựa chọn. Mặc dù sở hữu đôi chân thon dài chứ danh, ở ngoài đời Sunmi ít khi diện váy mà thường yêu thích những phong cách thoải mái, khỏe khoắn. Trong một lần ra sân bay thì Nayeon gây ấn tượng với set đồ ăn dơ màu sắc gồm mũ bucket, crop top, mix quần bò gấu màu đen. Cô nàng cũng đặc biệt yêu thích các item có chất liệu denim như áo khoác, quần jean, short. Thứ 6, Joy. Từ khi giảm cân thành công thì Joy cũng thăng hạng về phong cách ăn mặc. Instagram của cô nàng được chú ý vì những set đồ đời thường hút mắt. Joy hướng đến hình ảnh nữ tính tươi mới và ngọt ngào. Còn đối với bạn thì bạn có ấn tượng nhất với nữ idol nào trong phong cách thời trang thập niên 90? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.